Rồi, hello, xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Bạch Cơ ha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục lên sóng các mẫu xe máy mới cho anh tham khảo ha. Thì hôm nay thì mình sẽ lên sóng các mẫu xe như là mẫu Vario 125, Vario 160 cho anh em tham khảo ha. Thì hôm nay thì cửa hàng có lên một số cái màu cực kỳ đẹp luôn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ lên sóng để báo giá lại các mẫu xe hôm nay và ưu đãi giảm giá khi anh em mua xe này nhé. Thì đồng hành với mình hôm nay thì có Kim Luyến cập nhật báo giá cùng mình ha, đây là Kim Luyến nhé. Hello cả nhà, tiếp tục review về mẫu xe Vario 125 cho mọi người tham khảo ha. Thì tại cửa hàng Luyến đang hỗ trợ khách hàng này mua xe liên hệ trước được giảm giá ngay 2 triệu sau xe đi lại nha. Hỗ trợ một combo trị giá 3 triệu đồng và hàng ngàn quà tặng đi kèm cho anh em luôn. Thì đầu tiên là về mẫu xe màu vàng này. Đó. Mọi người liên hệ qua Zalo cho Luyến nha, là 0346552628 để được hỗ trợ ha. Đó, đây có một số cái mẫu sơn đỏ em này. Đó, mẫu sơn đỏ cực kỳ nhiều luôn. Cửa hàng thì có hỗ trợ lên màu theo yêu cầu anh em nhé. Nên anh em mà cần sơn đổ cái mẫu xe nào thì mình cứ inbox Zalo Kim Luyến sẽ được hỗ trợ ha. Đó. Như màu trong này thì có màu cam này, màu hồng, đó, màu trắng ha. Đó, đây là cái một số cái màu sơn đổ ha, đây, màu vàng nữa này. Rồi giá xe hôm nay thế nào em nhỉ? Dạ từ 38 triệu 900 đến 40 triệu 900 tùy phiên bản ha, trả trước cho nếu chỉ cần 5 triệu đồng thôi. Đó, mua ok xe liên hệ trước được giảm giá 2 triệu ha. Đó. Thì giá xe này thì cũng giảm rất là rẻ luôn em nhé. Có được giảm giá khi anh em liên hệ có Kim Luyến nữa ha. Đó. Rồi thì hôm nay thì mình cập nhật 160 luôn cho anh em ha. 160 thì trên này. Đó. Trên này thì có 160, chiếc này là cũng lên màu đúng không nè. Màu đen bóng. Màu đen bóng này, có lên tem màu vàng nâu. Đó. Ở trên này có màu hồng này, màu cam. Chung là cửa hàng thì có rất là nhiều màu luôn. Nên là anh em mà cần màu gì hay là mình muốn lên màu gì thì cứ inbox Zalo ha. Hiện tại một em thì đang có mức giá từ 42 triệu 900 đến 44 triệu 900 từ phiên bản ha. Mua xe chỉ cần trả trước cho em đến 5 triệu đồng thôi là có thể lên hồ sơ được rồi, hỗ trợ mua xe là bao đậu luôn ha. Cứ liên hệ qua Zalo về mẫu xe anh em thích màu nào thì cứ tìm trực tiếp qua cho Luyến ha. Đó, ok anh em nhé. Thì cửa hàng thì có hỗ trợ thu xe cũ đổi xe mới cho anh em ha. Anh em nào muốn đổi xe thì anh cứ mang xe trực tiếp đến cửa hàng nhé. Cửa hàng thì có hỗ trợ ship xe luôn phải không em? Dạ đúng rồi, ship cho toàn quốc. Và những khách hàng mua xe tiền mặt, ví dụ như anh chị em mà ở xa mà hoặc là ví dụ không muốn ghé trực tiếp cửa hàng á, có lẽ liên hệ qua Zalo ha, để liên hỗ trợ ship xe toàn quốc cho cả nhà luôn. Chỉ cần trả trước cho em Luyến là chỉ cần cọc trước 5 triệu đồng thôi là tới tận nơi kiểm tra xe rồi nhận xe là trả đủ cho em Luyến ha. Đó, đó, ok anh em nhé. Đó, nên mà anh em muốn tư vấn về như là ship xe hay là muốn trả góp như thế nào thì anh em cứ có thể liên hệ Kim Luyến ha. Cửa hàng có thu xe cũ đổi xe mới và ship xe toàn quốc nhé. Rồi thì cái video này thì chủ yếu là mình cập nhật qua cái mẫu Vario 125, 160 cho anh em tham khảo ha. Còn những cái dòng xe khác anh em muốn tư vấn thêm thì có thể là liên hệ Zalo Kim Luyến để Kim Luyến tư vấn cho anh em ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Chào Kim Luyến nhé. Dạ chào.